bài các bạn viên đây xin chia sẻ với ý kiến của mời ông Nguyễn Đình Nghĩa, giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố, lễ trao huy chương và giải thưởng cho các vận động viên. Tiền thôi. Quý chú cầu, vũ vàng nam, gặp lên chân. Quý chú bạc, Lê Trung Hiếu, gặp lên chân. Quý chú bạc, vũ bí bảo, quý vận động bạc. Xin nhìn nhận chúc mừng thành tích đạt được của vận động viên. Xin chú cầu cảm ơn. Tiếp theo 100m với huấn nữ giải nhất Trần Trang Linh quận Lê Trân, giải nhì Bùi Nguyễn Hà Phương quận Lê Trân, giải ba Phạm Minh Phương quận Hồng Bàng. Xin mời các vận động viên. Xin trân trọng giới thiệu với mời ông Nguyễn Hữu Thảo, phó giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục cao lên trao huy chương và đại thưởng cho các vận động viên. Nhưng về chụp cửa quay, về chụp cửa quay luôn. Huy chương đồng. Phạm Minh Phương quận Hồng Bàng. Em thì lại thì ở dưới kia. Huy chương bạc. Nguyễn Hà Phương quận Lê Trân. Huy chương bạc. Trần Trang Linh quận Lê Trân. Xin nhiệt liệt chúc mừng thành tích đạt được của các vận động viên. Xin trân trọng cảm ơn.